Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Dạ hôm nay thì em đang có mặt tại cổng chào xã Phước Long để quay cho cô chú anh chị mình một cái bé ghe. Con này thì tầm khoảng 35 tấn nha cô chú anh chị. Đi máy 4, có giấy tờ, mũi trẻ đích bằng. Em mời cô chú anh chị mình xem clip ngày hôm nay. Mời bà con cổng chào Phước Long Bến Tre nha cô chú anh chị. Dạ em xuống tới ghe của anh Gà, em quay cho cô chú anh chị mình rồi nè. Con ghe đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị. Rất là VIP. Đáng lẽ là con ghe này em lên trước cho bà con mình, dạ nhưng mà hôm trước anh đi dừa, dạ cho nên là em chưa có quay được. Hôm nay anh vừa mới về là em chạy sớm quay liền cho cô chú anh chị mình luôn. Bé ghe này kích thước là chiều ngang 3m5, dạ chiều dài 16m2. Hiện tại đang đi cái máy 4 nha cô chú anh chị. Tí xíu mình sẽ vô mình coi máy 4 đó là máy gì luôn cho bà con. Hiện tại con này thì có giấy. Có giấy đăng ký nha. Có một mui chính, một mui mát. Tí xíu mình xuống dưới mình coi cho nó rõ ràng hơn nha cô chú anh chị. Ghe thì ở cái phần bê gió thì em thấy liền đẹp lắm bà con. Mặt lã bê gió cũng lớn nữa, tí xíu nữa em sẽ đo cái chi tiết luôn nha. Bây giờ mời cô chú anh chị mình coi phần tổng dáng trước, mặt mũi. Rồi sau đó vào chi tiết mà bà con. Và những cái dòng ghe tải mà từ khoảng 33 tấn, 35 tấn vậy á cô chú anh chị mình rất là chuộng những cái dòng mũi trẻ như vậy. Mặt lã bê lớn. Ghe thì nguyên con là sau núi hết cô chú anh chị. Đẹp lắm. Mặt nó duyên cực kỳ luôn. Mà mũi cao nữa nha bà con. Dòng này mũi cao. Mặt duyên. Cô chú anh chị mình về làm ăn rất là dễ dàng nè. Cô chú anh chị mình thấy không? Nhìn cặp mắt của em đó nè. Em không có góc để em quay chính diện cho cô chú anh chị mình coi về phần mặt thôi. Tại vị trí này. Khi em quay được cái phần mặt thì con này đảm bảo cô chú anh chị mình cực kỳ đẹp. Để em nghiên cứu cái góc em quay cho cô chú anh chị mình coi cái mặt cái rồi mình vô chi tiết nha. Chiếc này mặt đẹp dữ lắm bà con. Nguyên cái phần bên dưới nè. Từ phần dưới lên tới phía trên chóp mũi luôn của cái lô rất là đẹp. Để em coi coi. Thua của chú anh chị ơi. Không có góc nào để em quay cho bà con mình được cái mặt hết. Cái mặt nó đẹp dữ thần lắm của chú anh chị. Đẹp VIP luôn á. Ghe thì mê nhôm nha của chú anh chị nha. Con này rất là xuất sắc cho bà con mình. Dạ, ghe đẹp lắm. Con ghe này em đảm bảo của chú anh chị mình xuống đây coi là thích liền trong cái tầm giá này. Ghe xuất sắc, chủ kỹ nữa bà con. Đây, cái mặt bê gió nè. Tí xíu em đo cho bà con. Mặt này có thể tầm khoảng 6 tấc có. Tản thần luôn mà. Nó dài nó liền, vách mui rõ ra tới đằng sau chẳng đích luôn nè. Ghe nổi cao nước nha cô chú anh chị. Hiện tại cái phần con lương nước á, theo như tình trạng hiện trạng bây giờ thì nó còn cách tầm khoảng 5 phân nữa nó mới chạm được ở dưới. Lương nước là màu xanh đó bà con. Tầm 5 phân nữa. Tấc không? Ờ, cái tấc đó bà con. Ghe nổi cao lắm, dáng đẹp cực kỳ luôn, nhìn là sướng con mắt liền cô chú anh chị. Bà con mình thấy hợp nhãn, dạ vừa cái công việc làm ăn á, thì alo trực tiếp cho ảnh. Full inox, tiếp lắp bánh lái vô gà, inox không mà cô chú anh chị. Chỉnh đích. Đẹp quá trời quá đất. Mũi trẻ đích bằng 33 tới 35 tấn, mới 4, 3m5, 16m2. Đứng góc này mà thấy cái kia nó đẹp mà cô chú anh chị. Con ghe này em đảm bảo của chú anh chị mình nó đẹp từ đầu tới đuôi. Đứng bất cứ cái góc nào cũng thấy nó đẹp hết. Có phần mũi đẹp dữ lắm mà em không quay được cho cô chú anh chị mình. Uổng quá. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô chi tiết nha. Mặt lã của bê gió rồi này kia, công đà, ấp khẩu tản thần không cô chú anh chị. Dữ dằn thiệt. Lắp giò thường xuyên luôn ha anh. Quá dữ. Bóng giận luôn. Nè. Đo cho bà con mình coi cái bê gió nè. 5 tấc. Đã chưa. Chi tiết bên trong nè bà con. Thấy rồi, ga tản thần rồi. Dạ đây là chi tiết bên trên. Sập mũi. Hầm mũi dây neo. Ủa cái hầm dở được không anh gà? Hai đóng kính luôn anh. Em thấy nó hít cứ ngắt luôn rồi. Mấy chai này nó liền qua luôn rồi. Liền luôn rồi, của chú anh chị chắc dở không nổi đâu. Đây xuống dưới mình coi chi tiết ở bên trong hầm mũi đi. Kiếm đường xuống nha bà con. Tổng vàng lòng son. Lòng son chiều dài như anh nhớ không? 9m lòng son. 3m5 lòng son 9m. Ghe đẹp quá bà con ơi. Về bà con mình có
tải hàng, chở đồ, chở dừa, chở cám gì đó. Làm đò du lịch gì bà con mình liên hệ nha. Con này có giấy nha. Xuất sắc quá. Vô chi tiết thôi. Rồi, vô chi tiết nè. Anh dỡ cái miếng, hai cái miếng bố lên cho mình rồi. Ốp ga. Ốp ga 25 phân. 25 phân 5 phân. Kẹp từ chóp mũi. Dài ra tới sau luôn. Be thì một cái mặt lá be nó tầm khoảng 3 tấc rưỡi. Công đà tán thần nha cô chú anh chị. 16 phân. 7 phân. 16 phân 7 phân của chú anh chị. Đây, em lướt đường be hai bên cho cô chú anh chị mình luôn. Những cây công đà ở đây thì anh rút bù lon rồi cô chú anh chị. Nè. Quá đẹp. Quá xuất sắc. Sao núi nguyên con. Giá hiện tại bây giờ anh đang kêu là 150 triệu và thương lượng nha cô chú anh chị. Bà con mình gặp trực tiếp ảnh, gọi trực tiếp ảnh để anh đón cô chú anh chị và cái giá cả luôn. Giờ này em không còn từ ngữ nào diễn tả nữa bà con ơi. Xuất sắc quá. 7-16. Cây này nhiêu đây? Cây này 12. 6-12 cô chú anh chị. Công đà thì 6-12, hai miếng đầu tới 7-16 luôn. Đẹp dữ lắm. Đảm bảo của chú anh chị mình xuống đây coi bé này là thích tiền. Không còn đường nào để phân vân luôn á bà con. Đà nè. Đà 12. Trời ơi, đà 7 phân 12 phân bà con ơi. Đà 7-12 ghe khô quéo quéo luôn nha cô chú anh chị. Chú ghe kỹ dữ dằn lắm. Còn cái máy nè. Dạ mời cô chú anh chị mình vô coi cái phần máy nha. À, máy đang đi tới máy Mitsubishi 4 Bách Kim. Nấu máy cái gì mẹ anh kìa. Cũng đi bằng 2, xài 27 luôn. Dạ ok. Trời Bách Kim nó nhẹ nhàng nha bà con. Lắc quá là đổ. Kêu lớn luôn. Con cò nằm đây. Nghe tiếng máy của nó quy lực tới cỡ nào nha cô chú anh chị. 150 triệu mua trẻ định bằng Mitsubishi. Đúng máy. Lên ga luôn. Lên ga luôn đây. Bộ sao hết, đây là vị trí ở trong mui nè. Bếp nút ngủ nghe là trong đây hết nha cô chú anh chị. Ôi quá sướng không ghe này rồi. Ngay đây là cái số đăng kiểm của ghe. Rồi mời cô chú anh chị mình ra phía sau mình coi chi tiết với hộp số một cái nữa để mình kết cái clip này nha. Mà bà con bây giờ vô chi tiết bên trong nha bà con. Phần máy thì hồi nãy anh đã nổ cho mình coi rồi nha. Dòng găng đề còn đẹp nè. Hộp số thì anh chạy hộp số vàng cốt lớn 16A 3 tua gửi. Gì đây? Tiếp inox 73 phải không anh? 76. Lắp sắt hút ngoài inox. Ok, chinh dịch nhiên nhớ không? Chinh dịch lắp bàn 74. Đủ tải hả cô chú anh chị? Lắp bàn đặt nha. Đủ tải tiết kiệm. Bình mẫu thì anh để đây. Hai bình tâm gửi. Nghe đẹp quá. Cho em mấy hầm mũi, hầm lái. Dở hầm lái cho bà con mình coi nè. Nói rồi thì anh đẹp tới từng chi tiết luôn bà con ơi. Xuất sắc. 3m5, 16m2, 33-35 tấn. Lông đền đít nè. Bông dù đít nè. Trời ơi con ghe nó cứng nó đẹp. Nhạc bánh lái uy tín không cô chú anh chị. Nguyên con gùa lái khủng khiếp. Lái cần nha. Có sàn nước cho bà con mình ngoài vị trí này. Ở vị trí ảnh ngồi nghe đó là tình đẹp mùa chôm chôm, quê mùa nước lũ. Điện đài nằm đây, chìa khóa đề, dây ga dây tắt,
cần số ra. Rồi bà con mình thấy có hợp nhãn và vừa công việc làm ăn thì alo trực tiếp cho chủ ghe nha. Và vị trí thì anh báo anh rước cho cô chú anh chị mình đó, gần cầu đỏ của dòng chôm Bến Tre của chú anh chị. Ngang 3m5, 16m2, giá bán 150 triệu. Có giấy. Máy Mitsubishi 4, hộp số cút lớn. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Và xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất và 5 giờ chiều mỗi ngày luôn. Ghe này xuất sắc lắm nha. VIP luôn nha cô chú anh chị. Rồi bye bye bà con. Tạm biệt.